Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng chánh biến chi do Ngài Thiện Ngộ Không Thầy chỉ dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 11, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Chúng con cùng nhau trên Phật tu tập Phật Pháp Kinh Định Chư Thiên, xin Phật trời thiên nhiên thiện tận chư Phật Pháp. Nhờ hội cho chúng con tu tập được nhiều lời lạc lớn. Tam ma savana kalo ayam bandanta. Tam ma savana kalo ayam bandanta. Tam ma savana kalo ayam bandanta. Dạ mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn. Chị Nga, chị Vừa, chị Bạch. Hôm nay thì mình sẽ đi phần cuối của bài kinh Ngoại Đạo nằm trong 12 chương 1 và cái phẩm 10 lực bài kinh số 4 Ngoại Đạo số mã S 32. Thì để tôi được ôn lại sơ để quý vị nắm rõ ý kinh, rồi từ đó quý vị có câu hỏi hoặc không thì mình đọc tiếp để thảo luận phần cuối. Thì bài kinh này người ngoại đạo là hỏi ngài Xá Lợi Phất đối với cái sự tuyên thuyết của người ngoại đạo thì cái khổ này do tự mình, do người khác, hay do tự mình làm và do người khác làm, hay là không do tự mình, không do người khác làm. Thông thường là một cái vấn đề gì được bàn luận ngày xưa đó thì đưa bốn câu hỏi này kêu bằng tứ cứu. Tứ cứu này phải được giải quyết rõ ràng. Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời người ngoại đạo là không phải do những cái nhân viên này. Thế Tôn không có tuyên thuyết như vậy. Thế Tôn thuyết tất cả những cái khổ này đều do cái xúc làm tập khởi. Nếu không có xúc thì không có cái khổ do tự mình làm, hay có cái khổ của người khác làm, hay từ khổ của mình và người khác, hay cái khổ không do người khác và mình làm. Chính vì cái có cái xúc nó có khổ. Và ngài Xá Lợi Phất hỏi ngược lại: nếu không có xúc thì cái khổ này do tự mình làm có hay không? Thì người ngoại đạo trả lời là không thể bao giờ có được. Thì câu trả lời này được ngài Tôn giả Ananda nghe thấy ngài Xá Lợi Phất trả lời như vậy, và về sau khi khất thực về gặp Thế Tôn và kể lại câu chuyện này. Hỏi Thế Tôn điều này có phải đúng như vậy hay không? Thì sự thật ngài A Nan biết mà hỏi gì để Thế Tôn thuyết giảng. Và ngày hôm nay mình có bài kinh này để mình có dịp để nhìn rõ và tu tập. Thì Thế Tôn trả lời là điều này là đúng, không có xuyên tạc Như Lai. Thì Thế Tôn mới kể lại việc của Thế Tôn gặp người ngoại đạo và cũng đã hỏi câu hỏi như thế này. Thì đó là cái phần mình đã cùng nhau thảo luận trong cái ngày thứ ba tuần này. Thì bây giờ quý vị có những cái câu hỏi là liên quan đến những điều mình đã cùng thảo luận vừa rồi hay không? Nếu không thì mời một chị đọc từ phân số đồng kinh 14
À, xin lỗi, 15 11 đến 11 chú à, hồi nãy mới đọc tới chú. 11 rồi. Dạ. À, thì đang phải đọc 11. À, rồi 14 à, 11, 13 đi dừng lại rồi đọc kế tiếp sau. Giờ 11 rồi 13. Để xin mời vị nào mở bài được đọc. Ở Kim Phượng đọc với Kim Phượng. Con xin đọc. Dạ, xin mời. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con chào quý cô chú chị Tâm Trinh. Con xin đọc. Rồi Tôn giả Ananda đi khất thực ở Vương Xá xong, sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả Sariputta và các du sĩ ngoại đạo trình bày lên Thế Tôn. Lành thay này Ananda, Sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh. Này Ananda, ta nói rằng khổ do duyên mà sanh, do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc, ta không đúng sự thật. Và một vị đồng pháp nào có muốn tập quán cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ananda, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào như trên, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Và dạ, con đọc hết dạ, dạ, sa thú. Thì đoạn 11, 12, 13 thì thông thường á, thì mình nghe và mình đã tu tập những bài kinh khác nhau á, thông thường những cái sự tuyên bố, những câu hỏi giữa ngoại đạo và các tỳ kheo, hay giữa các tỳ kheo thảo luận và tuyên bố những điều gì, thì đa số thì Ngài Anan nghe được là Anan về là bạch lại Thế Tôn để minh xác lại. Thứ nhất là minh xác lại điều đó có đúng như Thế Tôn dạy hay không, và không có xuyên tạc Như Lai. À, thứ nhất. Cái thứ hai là muốn có những cái bài kinh này sau khi Thế Tôn giảng dạy và Ngài Anan minh xác và nhớ, và ngày hôm nay được đọc tụng cho tới ngày hôm nay mình thấy là như vậy. À, để mình thấy được cái ý của Ngài A Nan hỏi là như vậy. À, và có cái ý thứ ba đó đó mà bình thường đó, thì cái đoạn kinh tới đó, kế tiếp đó, thì mình sẽ thấy người ngoại đạo hỏi, không phải hỏi một người mà hỏi rất nhiều người, rồi kể đến là hỏi Thế Tôn nữa. Thì người ngoại đạo muốn hỏi như vậy để coi có cái sự đồng nhất giữa lời dạy Thế Tôn và các tỳ kheo hay không. Đó, thì cho nên ngày xưa các tỳ kheo mà trả lời hay là tuyên thuyết một điều gì đó rất là để tâm để mà trả lời khéo léo, nếu không thì bị Như Lai vừa trách là tại vì không có thường tục pháp của Như Lai. À, trả lời một cách nghĩa là không đúng á, thì dùng danh từ hơi nặng, rất là xuyên tạc Như Lai. À, người ngoại đạo thì ưa hỏi tỳ kheo rồi lại hỏi Thế Tôn đó, mà khi hỏi được như vậy thế mà có sự trả lời đồng nhất á, thì họ mới khâm phục. Còn nói thầy nói một đường mà đệ tử nói một ngã thì họ sẽ có dịp để mà chỉ trích. Thì ở đoạn 11, 12, 13 thì câu chuyện này được Ngài đang nghe lại và bạch với Thế Tôn. Thì đại ý như vậy, thì tôi nghĩ rằng đây cũng không có cái gì để quý vị có câu hỏi. Thì mời Kim Phượng đọc tiếp số 15 đến 24 đi ha. Dạ. À, xin 14, 14, 14 Dạ, 14. 14 tới 24 Dạ, nha. con xin đọc tiếp ạ. Ở đây này Ananda, những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không còn đến xúc,
Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn bà la môn nào như trên, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp viên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này Ananda, một thời ta trú ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi này Ananda, vào buổi sáng ta đắc y, cầm y bát đi vào vương xá để khất thực. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Thật là quá sớm đi vào vương xá để khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi này Ananda, ta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, ta nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ta ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với ta đang ngồi một bên. Này hiền giả vua tâm ma, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Này hiền giả vua tâm ma, lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này hiền giả Gotama, lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Này hiền giả Gotama, lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây tôn giả Gotama thuyết như thế nào, chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời tôn giả Gotama tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc tôn giả Gotama không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp nào muốn tập vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Khi được nói vậy, này Ananda, ta nói với các du sĩ ngoại đạo ấy, này chư hiền, ta đã nói khổ do duyên mà sanh, do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc, ta không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp nào có muốn tập vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, chư hiền giả, có những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Có những sa môn bà la môn nào như trên, có những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, chư hiền giả, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn bà la môn như trên, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, làm sao tất cả nghĩ được nói chỉ trong một câu, bạch Thế Tôn, nếu nghĩ này được nói rộng ra, nghĩa này sẽ sâu thẳm và có vị được xem là sâu thẳm. Dạ, dạ. Dạ, đến hết 24 dạ. Dạ, xin sa thúc. Dạ, sa thúc. Thì sau khi Ngài Nan hỏi, và Thế Tôn cũng kể lại, hay cũng nhân dịp vì khắc tật đi đến chỗ của du sĩ ngoại đạo, thì ngoại đạo cũng hỏi về sự thiên thiết của tất cả và những người ngoại đạo nghe được giữa không phải là bà la môn không mà có những sa môn tuyên bố như vậy, tuyên bố khổ là tự mình, tuyên bố khổ do người khác, tuyên bố khổ tự mình làm và người khác làm, tuyên bố không tự mình làm và không do người khác làm. Thì đọc kinh quý vị đọc nghe thì quý vị không làm quen thì lặp đi lặp lại, nó thành ra người đọc kinh đại thừa. Rồi qua đọc kinh của Năm Tông á, có cái phần hơi chán, nhưng mà sự thật mình cũng phải hiểu lý do lặp đi lặp lại là sự đọc tụng không có chữ nghĩa như ngày hôm nay, cho nên hình thức nó lặp đi lặp lại nhiều lần để cho dễ nhớ, nhưng mà tụng lại, tam tạng tụng lại thì nó một cách chính xác. Thì cái câu trả lời này đối với mình tu tập bấy lâu nay thì mình có thể mình nhận được
qua cái sự trả lời tóm tắt của Như Lai, nhưng mà đối với cái người cái vị mà hỏi á, thì mặc dù nghe nhưng mà không biết có hiểu rõ như thế nào hay không, nhưng mà có điều á, là tháng tháng hy hữu, nhưng mà lại hỏi Thế Tôn làm sao tất cả những ý nghĩa bốn cái sự tiên thiết này chỉ tóm tắt có một câu do duyên, do duyên xúc mới có những cái khổ như thế này, thì làm sao chúng con hiểu được. Thì mong rằng Thế Tôn giải thích rộng hơn cho cái vị này được hiểu, thì nó sẽ được lợi ích hơn. Thì quý vị thấy thông thường á, mình nghe pháp mình cũng không có hiểu hoàn toàn cái chiều sâu như thế nào, nhưng mà nhờ cái lòng tình tín đối với một bậc thầy, đây là tình tín đối với một người giác ngộ, thì tin chắc rằng cũng có được cái pháp hỷ, nhưng mà không có hiểu được cái chiều sâu như thế nào. Cho nên vị này hỏi Thế Tôn, nếu mà được Thế Tôn giảng dạy rộng hơn thì rất là lợi ích cho quý vị này và những người vì sao được nghe lại. Thì đây là cái đoạn kinh từ 15 đến 24. Thì tôi xin dừng lại ở đây, mời quý vị đóng góp cũng như chị Xuân Nga. Mời chị đóng góp thêm những cái phần vừa đọc rồi đó chị Xuân Nga, có thiếu sót điều gì đó mời chị bổ túc thêm. Xin mời chị ạ. Dạ, xin Nga xin kính chào các anh chị bạn hữu. Xin lỗi nên em thấy chị vui vẻ. Tại vì có bệnh nhân cũng cần phải giúp đỡ. Họ mới về, em chưa có tập trung được. Bây giờ anh nói đi xong rồi mới tập trung được. Tại vì nãy giờ cứ lời cho họ em. Quý vị sau khi mình đọc và ôn lại tới cái đoạn kinh vừa rồi, quý vị có những cái câu hỏi nào hay là có những cái gì bổ túc thêm? Thì kỳ rồi mình nói là cái khổ này đa phần là mình thấy thông thường là mình chỉ nhìn cái khổ và bắt cái cảnh cái khổ đó mà quy tội cho cái khổ đó, người này người kia. Nhưng mà tất cả những tiến trình mà cái thức mình phát sanh đó, không có cái thức nào mà không có cái xúc hết. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là chỉ lý do là duyên là xúc mà mới có tất cả cái pháp khổ này, nó là nếu mà không cần cái xúc, cái sự kiện này không có thể xảy ra. Thì mình nhận được điều này để mình thấy có một cái chiều sâu á, để mình nhớ lại những cái bài kinh mình tu tập á, thì tất cả các pháp á, đối với ngũ uẩn thực phẩm là cái sắc thân, còn những cái tâm là thọ tưởng hành á, là do cái xúc, cái thức á, là do danh sắc. Thì trong danh sắc á, quý vị nên nhớ có chiều sâu hơn trong bài kinh đại 15 đại duyên á, là nói danh sắc tức là danh thân và sắc thân, tức là nói tất cả những cái tứ đại và sắc y đại sinh, tức là những cái dây thần kinh hoạt động để nhận được những hình tướng bên ngoài. Cho nên trong bài kinh 15 nói là thức danh thức danh sắc, mà không nói lục nhập, không có nói sáu xứ, mà nói là danh sắc rồi lại xúc, nói một cách tóm tắt như vậy đó. Tức là cái thức mà phát hiện nó sanh khởi trong một chúng sanh hữu tình này đó, nó luôn luôn có cái sự hoạt động, là bao giờ cũng có xúc hết. Nhưng mà mình chính vì nó tự nhiên mà mình không thấy, mà thấy cái thức, cái biết này là do có cái thức mà có. Nhưng mà cái phần cuối bài kinh đó, để mình thấy rõ là thì thật ra có cái xúc đó, thì nó có một cái tâm, nhưng mà cái tâm này đó, nó chạy theo cái cảm thọ. Nhưng mà cái cảm thọ này đó, lại nắm theo cái ái, cái tiến trình là như vậy. Thì những đoạn kinh tới đó, để mình đọc mình thấy được cái lý duyên khởi. Cái chúng sanh, khi một chúng sanh
có mặt ngày hôm nay, nó là một cái nhân duyên liên tục, nó không có ngừng nghỉ, nó không có ngừng nghỉ, chính là cái vô minh. Thì mình sẽ đọc lại tới cái phần cuối đó, để mình thấy lý duyên khởi với nhân duyên đó, do cái xúc là cái chính, nhưng mà xúc này đó là nó phát sinh ra cái thức, nhưng mà cái thức này chạy theo hoàn toàn là cái thọ, cái cảm thọ hết. Mà cảm thọ này đó là nó bị lôi kéo bởi cái ái, cái vị ngọt. Thì mình sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để mình thấy rằng tất cả những cái tiến trình này nó một cách tự nhiên, nó không bao giờ mà không có hết. Cho nên cái gì mình nghe thấy biết được đó, là làm sao mình phải chấm dứt cái lì tham của cái sáu xúc xứ. Nó sáu xúc xứ, cái xúc là nó phát sinh ra cái thọ nó dính luôn cái ái. Nó liên tục như vậy. Thì mình tu tập làm sao mình nhìn thấy được cái đó là mình lì tham ngay chỗ sáu xúc xứ. Thì tôi tạm nói trước cho quý vị qua những đoạn kinh kế tiếp đó. Thì bây giờ quý vị có những cái câu hỏi gì không? Có cần đưa ra những cái câu hỏi liên hệ đến sự tu tập của mình hay kinh nghiệm đời sống mình sống? Dạ, xin mời chị. Cái phần mà anh vừa mới nói là cái dạng con và cái sắc thân á, không biết theo Ngọc Thiên hồi hiểu không biết có đúng không? Dạ, chị nói. Cái từ này dạ, cái danh thân là tức là Ngọc Thiên hiểu là cái danh thân, tức là cái danh nó ẩn trong cái thân đó, phải không? Còn cái sắc thân thì biết rồi, còn cái danh thân, nghe cái từ hai cái từ này mà Ngọc Thiên hiểu thì không biết đúng không? Danh nó có cái tên, cái sắc thì mình thấy được, cái danh là do cái tên thôi, chứ mình không có thấy được. Thì cái danh đó là thuộc về tinh thần, cái sắc á là mình thấy được cái tướng mình, người đàn ông đàn bà, đất nước gió lửa, mình thấy được màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thì qua cái hình ảnh đó thì mình thấy được, cho nên là danh thân, do cái thân. Và danh sắc và cái gì mình nói đó lộc thì sắc thân, sắc thân, cái sắc thì mình thấy, còn kia là cái danh không à, nó không có gì hết, là tại vì tâm mà đâu có thể chỉ được. Cho nên hai cái phần đó đó là nói chung là thân của một chúng sanh, nó không phải là một thân người chết. Chẳng hạn người chết đó, thì nhìn thấy nằm bên đó thì thân thứ đại mình nhìn thấy được, nhưng mình đâu có thấy được cái phần tinh thần đâu. Cái người sống thì cũng có cái thân nằm ngủ đó, nhưng mà có cái phần tinh thần đó. Cho nên đó là hai cái này đó, là người sống còn sống là phải có hết, danh thân và sắc thân phải có đó. Nói chung đó, danh thân đó, là nói về tinh thần, tại vì có cái tên không, không có, không ai thấy được hết. Đó, vậy. Còn sắc thân thì nó tứ đại, có màu sắc mình nhìn thấy. Hai cái phần đó là phải có đối với một chúng sanh hữu tình, mà hai cái này đó là luôn luôn nó có hiển thể là một cái thức, thức danh sắc, là hai cái đó nó phải tương quan với nhau. Còn sống thì cái danh sắc này nuôi cái thức, nó bắt buộc mình phải xúc để có sự suy nghĩ hết cái này tới cái kia, để phát sinh sanh khởi sự thay đổi cái tư tưởng, qua nhìn cái cảnh và có sự cảm thọ, cái việc thay đổi hoài, nó không ngừng nghỉ, nó nuôi tới khi mà cái thân tứ đại á, cái xác thân mà nó bị hoại diệt á, thì nó không còn nương tựa nữa, chỉ còn cái thức, tất cả sắc thọ tưởng hình thức chỉ còn cái nơi an trú là cái thức. Thì cái thức này phải tìm một cái xác thân mới, thì là cái bầu thai đó. Thì trong khi đó thức phải nuôi dưỡng lại cái bầu thai, phải có biết ăn uống, phải này kia để cảm nhận này kia đó, đến bầu thai tăng trưởng thì thành hình rồi, chúng sanh đó, có đầy đủ sáu căn đó, thì bắt đầu đó, cái danh thân và sắc thân nuôi lại cái thức, nó tiến trình thay đổi hoài như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ. Ngoài trong cái bài kinh Đại Duyên đó, có nói hai cái phần tương ưng đó, thức và danh sắc. Danh sách và thức nó tương quan với nhau, nói tiếp từ cuộc sống này tới cuộc sống khác.
Thì câu hỏi của chị là như vậy đó chị, không biết như, chị có nhận được ý của tôi giải thích chị không? Thắng là Ngọc Trân nghĩ là cái danh phần này mình thu chia cái tinh thần, cái Dạ, danh, dạ. còn cái sắc phần này thì biết là sắc Dạ. phần phần này. Dạ, chào tốt. Dạ. Xin mời quý vị khác ạ. Ở đây mà cái tinh thần đó là cái gì? Là tâm tâm á chị. Cái thấy biết đó hả? Dạ, cái tâm của mình, cái tinh thần. Dạ. Cái sáu căn chị hoạt động, do cái sáu căn chị bao giờ nó cũng hoạt động. À, thì sáu căn của chị hoạt động á, nó là tứ đại, nó thuộc về sắc thân. À, nhưng mà dạ, khi nó cái hoạt động, đắc nhân nó tiếp xúc cái cảnh ra ngoài á, thì nó hiện thể cái thức. À, thì cái thức này á, nó bao gồm cả thọ tưởng hành. À, thì tất cả về tinh thần. À, thì sắc thân á, là sắc, còn thọ tưởng hành thì nó là danh thân. Dạ, danh thân tức là cái danh đó, nó ở trong cái sắc này, cái Cái thân danh này. là cái tên thôi, cái tên người ta đặt ra thọ tưởng hành, đó là cái tên do cái sự mình quy định, đó, cái pháp là coi như tục đế đó, mình quy định ra, đặt để ra nó như vậy. Danh pháp, Đó. tâm. À, chị xin nghe, mời chị xin nghe. À, em thì theo em thấy thì dường như hiểu như chị Ngọc Trơn á là cũng đúng rồi, em cũng hiểu như vậy. Tại vì khi mình nói tới cái thân, từ lúc Phật cũng như nói là trong cái thân này, cái thân một thứ này là cái thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt, thì ngày dùng chung cái thân để chỉ cho một cái thân đó đó, nó có cái danh cái sắc. Ở đây thì em có một cái điều này cũng đang suy tư nhưng mà cũng chưa có rõ ràng lắm, thì em cũng nhờ anh các anh chị bổ túc thêm. Ví dụ như một người mà bị bất tỉnh hay là họ bị thuốc mê hay là bị bất tỉnh hay bị một cái điều gì đó mà nó làm tê liệt, thì trong lúc đó đó không có một cái gì trong hết đó, không không có một cái chút xíu gì xảy ra đối với họ hết. Mặc dù ở ngoài này người ta chăm, người ta chích, người ta làm đủ thứ hết trên cái xúc của cái thân này, thì trong cái họ không có cảm nhận gì hết. Và trong suốt thời gian, ví dụ như họ bất tỉnh 2 tiếng hay 3 tiếng thì 1 ngày, là họ cũng không biết cái thời gian đó luôn nữa. Thì em hỏi gì trong cái khoảng thời gian như vậy đó, cái xúc nó vẫn có và nhưng mà cái nó không có vào được cái lộ ý, thì ngay lúc đó ví dụ người đó chết luôn thì người đó có, thì lúc đó họ đâu có một cái gì để họ bám giữ đâu, thì họ thì cái cận tử nghiệp và cái thức tục sinh đó nó sẽ đi theo như thế nào. Anh học về di diệu pháp thì anh có thể giải thích cho anh nhé. Cái thức tái sanh của người đó đó thì mình đã biết rồi, thì tất cả trước khi mà cái vị đó kêu bằng anh con sách, tức là không còn, nghĩa là đột nhiên là mất cái tâm, đột nhiên là mất thì cái tâm hữu phần đó bị cắt đứt liền, không còn tâm hữu phần, nó tự nhiên mất trong một cái thời gian, nghĩa là bất tỉnh nó cũng vậy. À, thì mình cũng không biết là trong cái khoảng thời gian nó như thế nào, à, thì mình không có biết, nhưng mà khi đối với một vị mà mất á, cũng như là chết bất đắc kỳ tử, thì tùy theo cái nghiệp của người đó, chỉ tùy theo cái nghiệp người đó thôi. À, cái sát na tử cuối cùng á, thì chấm dứt á, thì cái sát na sanh á, của một kiếp mới đó sẽ thể hiện tùy theo cái tâm hữu phần nó dẫn. Còn đối với một người mà bất tử á, thì cái tâm vừa dứt á, thì cái tâm sanh á, nó bị mất, tạm thời mất một thời gian nào không biết. Nhưng mà cái câu hỏi chị á, thì tôi cũng không có biết trả lời là như thế nào, nó như thế này là tại vì cái tâm hữu phần nó mất trong khoảng thời gian vài phút rồi người đó tỉnh dậy. À, có một cái gì mà lại
làm cho cái tâm người đó dính liền lại cái tâm cũ là một cái khó khăn. Không hiểu tại sao có thể dính lại, là một. Nếu chẳng may mà cái tâm người này bất tỉnh vừa mất thì họ nhập thai khác thì đương nhiên là chết, thì mình biết. Nhưng mà họ không bao giờ có thể bất tỉnh người này trong một cùng một sát na. Có hai người bất tỉnh cùng một sát na một mà lộn tâm người này lộn tâm người kia không? Chắc không. Cho nên trong một sát na, tôi nghĩ rằng trong một sát na mà bất tỉnh không có hai người. Nếu mà hai người có thể lộn, sẽ đọc tới cái phần 20-25. À, 25 Đức Phật đọc hết đi để mình nói cái phần chính này là quan trọng. Dạ, con xin đọc. Vậy này Ananda, ông hãy trình bày nghĩ ấy ở đây. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, già chết, lấy gì làm nhân, lấy gì tật khởi, lấy gì tái sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Già chết, thưa các tôn giả, lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm vật khởi, lấy sanh tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì vật khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời, sanh, thưa các tôn giả, lấy hữu làm nhân, lấy hữu tật khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tật khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Hữu, thưa các tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy thủ tật khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, thủ lấy gì làm nhân, ái lấy gì làm nhân, họ lấy gì làm nhân, như trên. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì tật khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Xúc, thưa các hiền giả, lấy sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các hiền giả, do sự ly tham, đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt, do xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, già chết sầu bi, khổ u não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uổng này. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Dạ hết ạ. Dạ, sa thú. Thì đoạn cuối này đó, mình đọc á, thì ngày sau khi Thế Tôn kể lại, và người ngoại đạo hỏi vắn tắt quá, làm sao mà con hiểu được, với một câu trả lời vắn tắt như vậy, nếu được Thế Tôn giảng dạy thì Thế Tôn không có nói. Nhưng mà Thế Tôn hỏi ngược lại ngài Ananda, hỏi ngài Ananda theo ấy ông trả lời như thế nào. Thì ngài Ananda giải thích luôn là toàn bộ cái 12 nhân duyên, từ cái sanh già chết đi ngược lại. Thì tới cái phần đó, là cái xúc đó, thì do cái xúc này đó, thì để tôi đọc cái chỗ này ha. Hữu hiền giả lấy đồng nhân làm hai. Rồi đoạn 29-31 á, Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, thủ lấy gì làm nhân, thì ái, thủ do ái, rồi ái do thọ, thọ thì do xúc, thì xúc á, hồi nãy á, cái phần trên á, giải thích về bốn cái sự tuyên bố này á, là xúc là nhân duyên chính, thì xúc làm nhân, làm tập khởi,
lấy gì tác sanh, lấy gì hiện hữu? Được hỏi như vậy, con sẽ trả lời: xúc, thưa các hiền giả, lấy sáu xúc, sáu xứ, lấy sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ làm tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các hiền giả, do sự ly tham đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ. Thì ngay chỗ này là cái điểm chính là mình tu tập. Chính vì cái xúc là tập khởi tất cả cái sự cảm thọ này. Nhưng mà cái cảm thọ này á, xúc thì có thọ và có ái. Mà cái ái này á, là được trả lời, cái xúc này á, phải được do ly tham đoạn diệt. Là hoàn toàn các xúc xứ. Xúc xứ ngay chỗ cái xứ, tức là căn với trần, là những cái sắc thân ái. Chính vì ngay chỗ đó có cái ái, cho nên khi mình tiếp xúc lại cái nghiệp cũ á, là mình nhìn lại là mình thấy bị vướng và phát sinh ra cái cảm thọ là khổ. Hoàn toàn chung là nó cái khổ. Thì đối với một cái người 12 xứ không có cái sắc thân ái, phải đoạn diệt cái ly tham chỗ đó, thì bậc thành tựu dầu có xúc thì không có cái tham ái, thì vị này cũng không có cái sự khổ đau. Thì nếu không có khổ, không có thọ ái á, tức là khổ á, dầu hỷ lạc, cách gì cũng đưa đến cái khổ, thì vị này không có thủ hữu, không có sanh già bệnh tử. Thì cái ý của bài kinh này nói chung quy là do cái xúc. Cái xúc này là tập khởi, là tại vì xúc này là dính mắc ngay chỗ khi các căn tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, tức là sáu cái xúc. Xúc xứ, sáu xúc xứ này, sáu xúc xứ thân ái, chính vì ở chỗ dính mắc này, người tu tập như mình, nếu ai mà nhìn thấy được rõ cái đó là ly tham đoạn diệt sáu xúc xứ, chứ không phải là đoạn diệt cái xúc được, không đoạn diệt, mà cái đoạn diệt cái ly tham, đoạn diệt cái tham nơi sáu xúc xứ, là cái chỗ cái sắc thân ái của sáu xúc xứ. Đó thì tôi trả lời tóm tắt như vậy đó, để quý vị cũng đã hiểu rõ được rồi. Thì bài kinh này đó, để nhắc lại thì cái chủ yếu là cái đoạn kinh cuối cùng này. Dầu khổ do ai, nhưng mình nhìn chung quy tất cả những cái trạng thái gì mà mình biết được một tâm và điều qua cái cảm thọ, mà mình hình dung cái khổ như thế nào trong bốn cái điều, bốn cái tiên thiết này đó, đều hoàn toàn có cái dự phần của cái xúc. Mà cái xúc này đó là do nơi chỗ là sáu cái xúc xứ, sáu cái xứ đó mình tiếp xúc. Thì làm sao thì mình áp dụng á trong cái đời sống tu tập ở cho mình đó, thì đối với những cái cảnh gì mà mình bị chướng mắc nhiều, phiền não nhiều, thì mình tu tập ngay chỗ đó trước. Rồi thì từ á, mình đi sâu từ cái thô và tất cả những cái vi tế, mình thanh lọc những cái điều đó, những cái điều mà phiền não trước, rồi lần lượt những cái thiện pháp mà mình cũng còn dính mắc thì mình cũng thanh lọc. Thì có làm như vậy thì ba nơi dục, hữu và phi hữu, cái ái nó được thanh lọc từ từ. Mình làm như vậy thì mình sẽ có cái phần dễ dàng tu tập. Mà mình phải nhìn thấy rõ ngay chỗ là cái quan trọng nhất đó, là đối với sáu căn sáu trần của mình đó, là những cái thân ái đó, là mình nhìn thấy cái chỗ nào dính mắc thì mình nhìn thấy liền. Con cái là mình không có để ý, tại vì mình hoan hỷ những cái điều thiện, điều phúc báo, điều gì đó thì lần lượt mình tu tập đoạn tận những cái bất thiện, những cái khó khăn, những cái cực, bực, tức,
Rồi từ từ mấy cái đó thì nếu mình có cái hướng tâm đi đến một cái chỗ gì đó thanh tịnh cao quý hơn thì mình cũng phải thanh lọc những cái gì mà nó quan hỷ nắm bắt. Mà thì tôi cũng xin dừng lại ở đây. Mời quý vị, mời chị Sơn Nga đóng góp thêm đi. Dạ, hồi nãy giờ mình bàn những cái điều nó hơi ra ngoài cái bài kinh. Dạ. Xin mời ạ. Hình như Ngô Ứng muốn nói gì đó, Ngô Dạ con anh nghe Ứng. nghe Dạ, mời chị Sơn Nga chị. dạ thì bài kinh này hay là những cái bài kinh khác đó thì tập trung cũng là ở nơi cái điểm mà ly tham à, tất cả những cái gì mà căng thẳng tiếp xúc khởi lên những cái cảm thọ nào thì từ cái cảm thọ đó nó mới dẫn đi tiếp tục thì do cái sự ly tham do cái sự ly tham đó thì có nó có những cái giai đoạn ví dụ là nhiễm ly tức là mình tránh xa chút tránh xa rồi nhiễm ly rồi ly tha rồi tránh xa thì rồi cái gì không có bám víu nó rồi cái từ bỏ thì lúc đó cái tâm mà từ bỏ tức là nó không còn bị cái đó nó ảnh hưởng nữa em đi đồng lượt như vậy thành ra lúc mới đầu thì em cứ nghĩ cái yểm ly ly tham của bỏ động gì à, nó cũng giống giống nhau nhưng mà tại sao lúc nào cũng đừng cần ra sau này thì nghe người chị giải thích đó, là yểm ly là mình cảnh xa tránh tránh nó ra mình tránh xa nó thì mới ly tham tức là không có dính mắc không có bị để dính mắc nó nữa từ bỏ tức là coi như là không có bị ảnh hưởng gì nữa rồi động nhiệt tránh tiếp xúc thì nó cái tầm mới đầu thì có thể là dùng cái lý trí dùng cái tưởng hay là dùng cái thân để mà mình cảnh tỉnh đi thì dần dần cái tâm nó hoàn toàn nó không có bị dính thì khi mà đoạn nhiều rồi thì nó mới tiến tới cái chỗ mà tỉnh trí giải thoát niết bàn thì tất cả những cái pháp môn hướng về cái điều đó hết thì theo em thấy trong cái lúc mà học kinh đó là được cái lợi ích là được nhắc nhở trong cái chuyện tu tập và cái thứ đến nữa đó là mình biết dầu cho cái pháp nào mà khởi lên nó cũng hướng về cái điều đó hay đây là cái tập qua cái bài này thì em có cái Dạ, dạ, dạ Tú. Thì chung quy lại đó thì mình thấy được, mình học được cái bài kinh ngày hôm nay đó thì mình thấy được mình học là cái xúc làm tập khởi thì mình biết mình do xúc mới có cái sự tập khởi của thọ tưởng và hành thì mình biết được điều đó. Nhưng mà mình học thêm cái nữa là ly tham đoạn diệt ở đây đó là đoạn diệt cái đầu bước đầu tiên là sáu cái xúc xứ, là ngay chỗ đó sáu cái cảnh ở bên ngoài và sáu cái tâm của mình đó nó có dính mắc, mình dính mắc cái điều gì thì mình phải cẩn thận trước khi tiếp xúc nó, mình phải tác ý đầy đủ thì mình học thêm được cái chỗ quan trọng đó. Ly tham đoạn diệt cái ái cái dính mắc chỗ sáu xúc xứ thì mình tu tập, thì tu tập làm sao để đi tham đoạn diệt đó thì có bốn pháp mình đã tu tập: giảm thiểu, tránh xa, rồi giảm thiểu đoạn giảm thiểu tránh xa hay từ bỏ gì đó, rồi cái gì nào nhớ. Dạ. À, phân phân tán là cuối cùng. Dạ. Giảm thiểu, tránh xa, từ bỏ và phân tán. Thì bốn phương pháp đó thì bốn phương pháp mình tập từ từ. Thì mình không phải một ngày là mình dính mắc cái điều gì đó cái mình thấy cái mình làm liền được thì mình phải giảm thiểu. Ví dụ như mình thấy một cái điều gì hay mình ưa thích những cái điều gì thì mình thấy cái này mình chạy quá nhiều ha, mình giảm thiểu mà nó được được á thì mình từ từ tránh xa, mình không có
không còn khó khăn cái gì phải tránh xa nữa, thì ráng tránh xa được rồi thì mình phân tán. Thì những cái phương pháp tương tự này mình tu tập á, đó là mỗi lần mình tiếp xúc cái gì là mình cái gì tu tập và hiểu được và pháp hành, thì tất cả những quý vị thấy là dầu tu tập như thế nào quy định lại thì thiền tụng kinh hay là phước báo làm chung quy lại đó, thì cả 2-3 tháng nay mình học cùng nhau tu tập đó, có 3 pháp mình đang đi thẳng vào. Thứ nhất là tứ thánh đế, cái thứ hai đó là vô minh hành, hành các pháp phủ vi, hành là các pháp phủ vi, thì mình phải biết rằng đó là sao, vô thường khổ vô ngã, nó không có thật. Và cái thứ ba là 12 nhân duyên này, lý duyên khởi. Nó có 3 pháp này là quan trọng nhất mà khó hiểu. Thì bây giờ mình đã thấy rõ tất cả chung quy 3 cái này thì nó do cái gì? À, thì do giới, xứ và duyên khởi. Thì với thứ 7 này mình sẽ tập trung, mình sẽ cùng nhau thảo luận về phần đó. Thì sự thật ra tất cả cái tâm mình xuất hiện đều nằm trong đó. Giới là căn trần và thức. Cái giới đó, con mắt đó, thì tất cả những cái gì liên hệ có thể phát sinh được cái thức của con mắt, cái lỗ tai, mũi, lưỡi hay là thân ý. Thì mình nhìn thấy cái chỗ nào mà cái chú xứ nào nó thân ái của mình thì căn trần, hai cái đó mà nó không có đầy đủ giới nhau thì nó không có xuất hiện được. Mà nó xuất hiện thì do cái sự tham ái dính mắt như thế nào thì mình tu tập. Thì rồi đó là cái duyên khởi. Cái duyên khởi, nếu một pháp nào xuất hiện, bất thiện nào nó phát sinh ra thì nó đầy đủ, nó có cái tướng bất thiện. Thì mình nhìn lại cái tướng của con mắt, nhìn thấy cảnh bất thiện thì nó phải hội tụ đầy đủ giới, tức là căn trần và thức. Thì trong đó ngay chỗ nào sắc thân ái, rồi cái nhân tập khởi là nhân gì, thì mình tìm ra những cái pháp đó mình tu tập, dùng 4 cái pháp để tu tập, đi tham đoạn diệt. Mình thấy rõ hết thì mình thấy như vậy, mình thấy tương tự con cái là mình thấy mà mình thực hành không có được theo ý mình đó, là tại vì mình nói chung là mình thất niệm nhiều lắm. Mình học kinh mình phải chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, nhưng mà tất cả điều gì đó nó mình làm trọn vẹn. Có một người hỏi tôi trong bài kinh Trung Bộ á, có một vị hỏi tôi tại sao Đức Phật dạy trong khi đi thì mình suy nghĩ là mình đang đi, rồi tại sao mình đứng lại, hỏi những câu nói đó thì rất là bình thường, nhưng mà sự thật mình làm không có được. Là an trú tâm á, là khi mình thực hiện điều gì mình phải an trú vào cái tầm đó, mà mình không, mình đang đi mà mình đang suy nghĩ gì đâu không, cho nên mình tu tập không có được. Những cái pháp hành mình cũng vậy, chính vì cái chỗ là mình làm một điều gì đó mình không làm với cái tâm của mình. Mình có hành có làm nhưng mà cái tâm mình thấy đâu. phải không vậy? Chính vì đó mình biết pháp thiện mà mình làm không được, mình tu tập nó không có tới đâu hết. Nó cũng có tới nhưng mà nó không có được theo cái ý mình tự của mình. Mình từ từ hoài đó, chính vì từ từ cho nên mình không, mà mình thấy vui được là mình có dịp mình thảo luận, mình nhìn thấy những cái điều cần thiết mình làm, dầu mình làm không được nhưng mình cũng mình không có nổi mù, mình không có nổi mù. Thôi xin mời chị Xuân Nga đóng góp thêm rồi những câu hỏi, không thì mình hoàn lễ. Xin mời quý vị ạ. Em không có đóng góp gì thêm nữa. Quý vị thấy những như vậy là mình đáng. Như cái về cái kinh nghiệm của em á, ví dụ như về trong em có cái em không có tưởng gì mua sắm thì người ta hay gửi mấy cái catalog tới á, để
quảng cáo đồ thì đánh đánh ngồi coi mở ra coi 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 cái thấy cái đẹp cái hay cái mua đặt sách thằng ai mua xong rồi không có cần nó không có bao giờ thấy cần thế mà cứ mua thấy cái gì mình có khả năng thì cứ hay mua xong rồi bây giờ á mấy ta ta nó phải tới á thì việc đầu tiên của em là dục của hết đó mình giảm thiểu thôi á, giảm bớt giảm thiểu tránh xa từ bỏ giảm bớt thì không có cái tự nhiên mình thấy không cần nhưng mà khi mình mở ra coi thấy cần đủ thứ cái kỳ thì đó là cái cách mà mình đặt như vậy thôi thì khi mà mình mở ra cái mình thấy đỡ mất thời giờ lắm chứ ngồi đặt là coi coi gì cũng mất đi nửa tiếng cũng như mấy chục phút nữa được rồi. Đừng có nói tới là mình mua mua xong mà không vừa ý thì trả lại nữa. Nó có cái cái thân có thức của mình mà nó phải có cái này nó vui chứ. Nó rảnh rỗi nó đủ thứ chuyện á. Đó. Đó tôi có này cô Khang nha chứ. Cô Khang. Đó tôi học trong cái lớp mà làm việc á, là lớp bây giờ mình đó. Mình làm sao mình phát huy được cái product của mình, tức là cái sản phẩm của mình. Thì chính mấy người mà supervisor, manager, mấy cái tiệm này kia, họ suy nghĩ nhiều cái hay lắm. Dầu cho người đó không có thích cái gì, nhưng mà họ làm những cái hình ảnh đặc biệt để cho người đó con mắt họ nhìn dễ thấy lắm. Đó là vô chẳng hạn vô... cái người đi chợ mà mua nhanh á, không có thích đi rảo này chỗ kia thì họ biết họ mới đổi chỗ location, họ đổi cái chỗ cái sale này đổi chỗ khác, thì lần sau họ tới kiếm không thấy là họ phải kiếm cái khác, thì kiếm cái khác lại ngay chỗ cái sale đó là thấy hình lạ thì mình phải nhìn à, chính mấy cái hình ảnh đó nó làm cho mình cái sắc thân ái là mình tìm tòi. Cái người mà quảng cáo hàng quá đó là họ có tâm lý. Thì mình nhìn thấy rằng chính cái thế gian ngày hôm nay là những cái vật chất á, nó đưa con người mình mà nếu mình không có tu tập á thì sẽ bị vật chất nó lôi kéo vậy đó. Người ta tìm cách ha, máy móc cell phone này kia có gì mình không rớn vô tới, rớn cái là nó quảng cáo cái khác, nó vậy à, mình không giảm thiểu được. Cho nên đó là tôi ngày hôm nay tôi đọc lại cái bài kinh mà 122 á, tôi mới thấy thấm thía Đức Phật dạy là độc cư, quán nội quán ngoại không đó. Thì chính những cái điều đó là mới là yếu tố đưa chấm dứt sự sinh tử, thành tựu được những cái pháp mà giải thoát. Còn không là mình cái việc rong chơi hết cái này tới cái kia, quý vị, những hình ảnh, những sách pháp bên ngoài nó lôi kéo mình, và những hoàn cảnh, kể cả những cái nơi tu tập đông người, Đức Phật nói cũng không có thành tựu được, phải độc cư. Quý vị đọc bài kinh 122 đó, quý vị thấy. Thì mình thấy biết rằng tất cả những cái nhân duyên mà nó tập khởi, nó đưa bên ngoài mình đó, nó rất là phức tạp. Nó là phức tạp. Thì tôi chỉ giới thiệu đọc những cái phần đó đó để quý vị thấy, thì để mình biết rằng cái tâm của mình đó nó chạy đủ thứ hết. Đó, dầu mình nhắm mắt thì cái lỗ tai cũng nghe, cái lỗ mũi cũng ngửi, mà mình mà an vui hạnh phúc quá rồi cũng chán, tìm cái gì đã cái làm cho nó đỡ chán. rồi cũng dướng hết cái này tới cái kia, dính mắt đủ thứ hết. Nhưng có một cái là mình biết được như vậy, thì thay vì cái người bình thường chuyên là từ sáng tới chiều nghĩ chuyện này kia, thì mình giàu có dính mắt một phần nhưng mà cũng rất là ít, nhờ cái sự tu tập của mình, nhờ sự là thấy được thiện pháp, thì mình mong rằng được như vậy. Thì thôi, nếu quý vị không có đóng góp gì thêm thì mình hoàn lấy. Vâng, cho Hương xin phép mà chia sẻ vài lời đi các vị. Rồi, xin mời Tinh Hương. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Hương cũng xin chào tất cả các quý bạn đầu tuần mới. Thì hôm nay chúng ta học tiếp tục cái bài Tương Ưng Bộ. Thì trong cái bài Tương Ưng Bộ này là cái phẩm mười lực, mà cái chủ đề đó là nói về cái ngoại đạo. Thì mình cũng xin chia sẻ từ cái đầu, cái đoạn đầu. Thì đây nói là về là tôn giả Sariputta. Thì khi mà ông đắc chi và mang mình bát để đi đến cái vương xá để mà ông thức thực, nhưng vì ông còn thời giờ cho nên ông mới ghé tạt qua là cái khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Khi ông đã chào hỏi và đảnh lễ xong thì ông đã ngồi xuống. Thì trong lúc đó những cái du sĩ ngoại đạo có đến nói với ông, thì nói là nói vậy, nó hỏi tôn giả Sariputta là tại sao có nhiều sa môn hay bà la môn chủ trương về cái nghiệp, và cũng nói về cái do cái sự cái khổ nó như thế vậy. Thì cái vị tôn giả Sariputta mới nói rằng cái khổ này nó do nơi cái duyên, mà cái duyên đó là cái duyên xúc, chính nó xúc cho nên mình mới có cái sự đau khổ và đi đến cái nghiệp. Và cái thứ hai là du sĩ ngoại đạo cũng nói là nếu có cái xúc mà có người không cần xúc nhưng vẫn có cảm thọ, thì có thấy các vị thấy rằng đây á, nó cũng có cái ái rồi đó. Cho nên á, là lúc đó là hai vị này đối thoại với nhau, thì lúc đó Ananda đã nghe được những cái lời của hai vị này đối thoại và đem lại những cái lời này thuật lại cho Đức Phật nghe. Thì lúc đó Đức Phật nghe xong thì Đức Phật rất là hoan hỷ, vì là chính những lời này là chính Đức Phật đã tuyên bố và đã nói lên những cái điều sự thật vậy, mà chính tôn giả Sariputta đã đem cái lời chân chánh này nói lên. Thì lúc đó Đức Phật mới là hoan hỷ. Thì khi lúc rồi á, Đức Phật mới nói những cái điều gì cho Ananda nghe. Thì khi Ananda đã nghe xong thì cái đoạn cuối mà Ananda nói, nếu trường hợp mà có ai á hỏi về xúc thì cái Ananda này sẽ trả lời xúc á là do nơi cái sáu xứ, mà sáu xứ này á là do nơi cái nhân, do nơi cái đặc khởi, do nơi cái đắc sanh, do nơi cái hiện hữu. Cho nên á là nếu mình muốn là đi tham những cái này thì do đâu, do là mình để đi tham cái xúc xứ. Thì cái xúc xứ này á là như là mình nói là cái xúc á mình phải đoạn diệt, tại vì cái xúc á nó phải có cái thọ này mình phải đoạn diệt, mà cái thọ này mình đoạn diệt thì nó có cái ái, mà nếu cái ái này mình đoạn diệt được á thì mình không có thủ, mà mình không có thủ thì nó không có hiện hữu, mà nó không có hiện hữu tất nhiên là nó không có tác sanh. Thì do đâu mình già chết, do đâu mình sầu bi khổ nản, có phải do cái từ tác sanh này nó sanh ra hay sao? Cho nên á là mình phải đoạn diệt hoàn toàn về cái xúc xứ để mình đoạn diệt, đó là mình đoạn diệt được cái khổ luận của mình. Thì quý vị thấy á, là nói về cái xúc, mình nói cái xúc mình nghe nó rất là thường, nhưng á nếu cái xúc này nó không do nơi cái sáu xứ thì làm sao mình có phát sinh khởi. Cho nên á là bây giờ mình nói về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân hay là sắc thân hương vị thực vật, mình đã nói về con mắt khi mình thấy, lỗ tai mình cũng tiếp xúc, và cái lỗ mũi mình cũng tiếp xúc, cái vị mình cũng tiếp xúc, cái thân mình cũng tiếp xúc, thì hoàn toàn này đưa đến cái gì về cái ý cả. Như giờ ví dụ như quý vị thấy người dùng nói với quý vị, nếu mà mình không tiếp xúc thì làm sao mình biết nó thơm hay là không thơm, rồi trong lúc mà nó thơm hay không thơm thì lúc đó mình sanh khởi như thế nào, mình có sân có tham hay không. Đó là những điều mà Hương thấy trong cái bài kinh này, nhờ cái bài kinh này mà Hương hiểu là
do đâu cái sức. Nên hôm đó mình học, mình nhờ những cái bài pháp này, chứ không phải là tự mình chủ trương ra. Nếu mà những cái vị đã đi qua, thì nói nhiều nó ít cái gì nữa thì mình cũng thấy, khi mình ngồi mình trải nghiệm á, thì mình thấy nó đúng rõ ràng là như vậy. Do đâu á, do đâu mình khổ? Chính là nói là khổ do mình, khổ do người khác, hay là khổ do cái nhân thiên tình. Nhưng từ thật ra, nếu ví dụ đi, một người á, mình tiếp xúc một người, mà cái người đó đem câu chuyện kể cho mình nghe, thì bây giờ các vị á, nếu các vị nghe, vẫn nghe, các vị tiếp xúc, vẫn tiếp xúc, nhưng các vị không có cái sự sanh khởi hay cái tác sanh gì trong đó, thì lấy gì mình mang cái nghiệp. Người ta nói là người ta nói, đó là mình vẫn tiếp xúc để nghe thôi, chứ ngoài ra là mình không có cái tác ứng gì hết. Cho nên không thấy là mình đừng nói cái xúc vậy, rồi mình nói nó có cái sự bất thiện vậy, nó cũng có cái sự không bất thiện, cho nên chính mình thôi. Chứ còn nếu ví dụ như cái người đó mà nói mình ngàn câu rất là giận, đôi khi mình cũng có tham sân si vậy, cho nên mình đã mang cái nghiệp. Còn nếu mà họ nói mình nhịn họ được, mình kiên nhẫn mình nhịn họ được, thì làm gì có cái nghiệp. Cho nên cái bài kinh này nói ra nó rất nhiều, thì các vị cũng nói hết rồi. Vì đối với Hương thì Hương hiểu cái gì thì Hương xin chia sẻ. Cái sự chia sẻ của Hương thì nó không biết nó đúng hay là nó sai, nhưng Hương vẫn chia sẻ. Không phải Hương chia sẻ những cái thủ của mình, phải gì đâu. Nhưng nếu mình không học thì làm sao mình biết để chia sẻ. Mà nếu mình chia sẻ mình phải cái đúng cái sai thì mình mới học được chứ. Chứ nếu mà mình cứ nói mình biết rồi này kia thì mình biết do nơi cái mình, nhưng mà mình không biết cái sâu sắc. Cho nên các vị thấy là trong này nói về chỉ có một câu thôi mà nó rất là sâu thẳm. Thì các vị đọc lại cái bài kinh này thì các vị thấy có nhiều cái đoạn rất là hay. Dẫu biết rằng là nói tới nói lui, nói tới nói lui, nếu mà mình không hiểu mình nghe chán lắm. Nhưng trong đó những cái đoạn đó nó có một cái chữ thôi, là mà mình sơ ý một chút xíu là mình đã thấy là nó sai chạy rồi. Thì tôi Hương cũng xin chia sẻ và lời trong cái buổi học, tôi cũng muốn cái sự học của mình nó có cái sự phấn khởi lên. Nếu mình học mà mình cứ nín hoài thì cũng không được nữa. Cho nên Hương cũng xin chia sẻ những cái gì Hương hiểu biết thì Hương xin nói. Đây là những lời chân thật mà Hương nói thôi, chứ Hương không có dựng đứng câu chuyện gì là hết á. Cho nên Hương cũng xin tạm dừng nơi đây. Dạ, xin chào tất cả các vị. Tôi xin đề nghị bà Thanh Hương á, mai mốt mình sinh hoạt á, khi mình đi theo dõi từng đoạn kinh á, thì mình theo dõi, mình đóng góp ý kiến thì nó mới chính xác. Thì còn không á, mình nói nó không được rõ từng đoạn một. Thì câu chuyện bà La Môn á, người ngoại đạo hỏi á, thì không có cái sự nói qua nói lại, có cái ái gì hết. Chỉ được Ngài Xá Lợi Phất trả lời là do cái duyên khổ, nếu không có do cái duyên khổ, do cái duyên xúc, không có xúc thì không có khổ do ai hết. Mình đi phân đoạn từng đoạn kinh thì mình nắm những mình nhớ rồi nói thì nó đỡ tốn thời giờ. Còn cái phần cuối á thì nói chung lại đó là tất cả những cái khổ nghiệp này đều do cái xúc, nhưng mà không phải đoạn diệt cái xúc, đoạn diệt ly tham ngay chỗ cái sáu xúc xứ, chứ không phải là chứ không phải đoạn diệt cái xúc. Sáu xúc xứ ngay là cái xúc, tức là xứ, cái xứ là nơi con mắt, cái lỗ mũi, lỗ cái tai, miệng, lưỡi hay là thân ý, là những cái chỗ nào mà có cái thân ái á, có cái sự tham nắm á, thì khi mình tiếp xúc á thì mình nên cẩn thận và tu tập đoạn tận những cái tham đắm ngay chỗ sáu căn, sáu trần, nó là tu tập chỗ đó, không phải là đoạn những cái sáu xúc. Cho nên mình đi theo từng đoạn kinh đó, thì mình dễ mà cũng không có mất cái thời giờ. Thì mình thấy đi từng phần như vậy để mình nắm rõ được cái ý kinh. Tại vì mình khi mà nói hết từ đầu đến cuối là mình không có nhớ được hết. Thì tôi chỉ đóng góp thêm cái phần đó để quý vị tu tập á, thì quý vị khi mình nói từng đoạn kinh thì quý vị theo đoạn kinh quý vị đóng góp, thì
nó dễ nhận gì hơn. Thì Hương cũng cảm ơn Tỉnh Đức đã nói cái điều đó. Thì sự thật ra theo đáng lẽ là mỗi lần cái đoạn kinh là Hương được chia sẻ cùng với các vị, nhưng các vị cũng hiểu cho Hương á, là tại vì Hương có dưỡng đứa nhỏ, khi dù Hương có chia sẻ thì cũng rất là khó. Các vị cũng biết đó, là nhiều khi Hương chia sẻ, nhiều khi Hương nói cũng như nói hồi kỳ rồi, mình nói về cái ngã luận thủ đó, mà Hương đã nói ngũ luận thủ, thì các vị cũng biết đó, cái tâm á, thì mình chia sẻ, nhưng á, nhưng cái không còn cái tâm nữa, là mình ngó ra cái cửa, coi nó có tới hay không, vì gì đứa nhỏ nó tới nó rất là đột xuất, mà các vị cũng biết đó là nhiều khi nó á, Hương không có muốn chia sẻ, nhưng nếu mà mình học, mà mình không chia sẻ, thì cũng không được. Cho nên đôi khi là Hương chỉ lấy ngắn gọn thôi, cũng lấy những cái đoạn là có thể nói được, có thể chia được, thì Hương cũng nói. Chứ không phải là mình đây, không phải như mình rảnh rỗi như là Tỉnh Đức hay là Xuân Nga có thể nói là từ đầu tới cuối. Cho nên nó các vị cũng thông cảm cho Hương. Đôi khi Hương nói mà có trật thế gì thì các vị cứ tiếp tục với Hương hoặc là chia sẻ cùng với Hương. Hương cũng muốn như vậy đó. Nên nói cái lời của Hương nó rất là mật mạc. Nên nói nhiều khi cái bài kinh này mình nói đó, thì nói tới nó luôn, nó không được mấy là nó hay lắm. Cho nên Hương cũng, đây là sự thật Hương nói cho các vị để cho mình cảm được. Nó là điều này. Dạ, vô phần. Thì thôi thì cũng quá giờ ha. Thì để mình nói kinh nghiệm thì cũng như quý vị khác khi mình chia sẻ. Thì mình có đã có cách tu tập rồi, thì mỗi đoạn kinh á mình phân tách từ đoạn nào nói thì mình đã đọc đi lặp lại, quý vị đóng góp thì quý vị đóng góp, nếu không thì bỏ qua. Thì để làm như vậy để mình thứ nhất á mình nắm vững được cái ý kinh, cái thứ hai đó thì nó không có phí thì giờ. Hôm nay thì cũng tán thán tinh thần tu tập của tất cả quý vị, thì mong rằng mỗi lần sự sinh hoạt tu tập mình có điều chỉnh lại, thì việc tu tập mình được nhiều cái lợi lạc hơn. Thì cũng mong rằng quý vị đóng góp từng đoạn kinh, quý vị nói, rồi khi mà có câu hỏi riêng ngoài thì mình hỏi, thì quý vị có những câu hỏi mình có thì giờ để mình sắp xếp sẵn hết rồi, thì không có cái gì để trở ngại hết. Thì thôi, nếu quý vị không có gì đóng góp thêm thì xin mời chắp tay hồi hướng. Chị Ngọc Trân có nói gì không, chị Ngọc Trân? Dạ, phải rồi, hết giờ rồi. Dạ, xin mời. Dạ. Mô Phật, chúng con xin chia điều phục báo tu tập này về chư thiên, thiên có trời thiên nhiên, thiên thần chứng pháp đồng điều phục báo nhau cả thể. Chúng con cũng xin chia điều phục báo tu tập này về tất cả và tu tập tương lai các bạn biết được cho mẹ thầy thường có nhân viên sống lâu, ông vui, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Phát sanh trí tuệ đồ giảm trí tuệ. Chúng con xin hỏi phước báo này về ông bà cha mẹ có giảm nhiều đời nghiệp kiếp của chúng con và quá thành công. Chúng con hỏi phước báo nhân tiên sống lâu ông vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Trong gặp phước báo tu tập để đồ giảm trí tuệ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú. Chào tất cả quý vị. Cảm ơn Tỉnh Đức, cảm ơn chị Xuân Nga. Xin chào tất cả. Chào, xin chào.